Bệnh lý thì đến tuổi của mình ít người không có lắm. Không bệnh này thì cũng bệnh kia, vì cơ thể cũng dần lão hóa, cần phải là chăm sóc thật là kỹ, bồi dưỡng thì mới mong khỏe mạnh được, đúng không? Nhưng mà bệnh tiểu đường thì đúng là rất là nhiều phiền toái, vì phải kiêng khem đủ thứ hết trơn á. Nhiều lúc á nha, là Uyên muốn ăn rất là nhiều những cái món ngon nhưng mà phải dè chừng, rồi muốn uống nhiều loại nước trái cây hay là những cái loại nước trà sữa gì đó cũng phải cân nhắc rất là kỹ, mà ngày nào cũng phải đo lượng đường trong máu để kiểm soát. Chỉ cần cao một chút xíu thôi là hôm sau là phải thuốc thang rồi. Chế độ sinh hoạt thì lại thay đổi, mình cũng chỉ mới bị tiểu đường ở tiếp 1 thôi mà đã vất vả lắm rồi đó. Chưa nói đến là cơ thể rất là mệt mỏi, người thì dễ sụt cân, ăn uống thì không có ngon miệng chút nào hết. Chỉ riêng cái việc mà phải đi khám bệnh rồi kiểm tra sức khỏe, lo cái chuyện mà thuốc thang cũng đã cảm thấy rất là ngại lắm rồi. Trước thì Uyên có đi khám ở các bệnh viện, bác sĩ cũng kê đơn thuốc tây về uống, hiệu quả thì cũng rất là rõ rệt nha. Nhưng mà sau đó thì lại bị phản tác dụng, tác dụng phụ của thuốc nó gây ra cho mình là rụng tóc nè, rồi mất ngủ nè, rồi mất ngủ triền miên luôn. Người nhà bạn bè thấy vậy sốt ruột quá nên mới khuyên Uyên là ngưng đi, khoan hãy uống thuốc tây, chuyển sang thuốc đông y thử như thế nào. Cũng đi kê đơn về sắc ha, có bài thuốc gửi về từ ở ngoài Bắc luôn, bạn bè gửi cho Uyên. Uống thì rất là an toàn, lành tính, nhưng mà lại rất là lích kích, rất là vất vả vì phải đun sắc mất thời gian. Mà công việc của mình thì nhiều hôm đi quay, đi tập kịch về khuya, rồi chế độ ăn uống, sinh hoạt, giờ giấc nó đã lộn xộn lắm rồi. Mà bây giờ không có thời gian để mà mình lo sắc thuốc để uống, nên Nguyên hay bị quên lắm kìa. Có bữa là Nguyên bỏ luôn, Nguyên không uống luôn. Thì tình cờ một lần mình đi quay phim, gặp cái chị ở trong đoàn phim, chị mới nhìn mình á, chị thấy mình ăn cái chế độ mà rất là kiêng, phải không? Mình không ăn bột, mình không ăn cái gì mà đồ tinh bột cũng như là đường ngọt. Thì chị mới hỏi là sao mà em ăn như vậy? Thì mình mới nói là em bị tiểu đường. Thì chị mới nói là em phải uống cái viên sữa bọt Hiboli này đi, đó nó rất là tốt cho sức khỏe của em. Thuốc tây á, thì nó có thể là bị tác dụng phụ, nên là em uống cái này đi, sản phẩm này chị cũng đã từng uống rồi, là đây là một cái thuốc đông y rất là lành tính, rất là tốt, nên mình mới dành thời gian tìm hiểu trên mạng. Và được biết là cái viên sủi Hiboli này nè, nó được điều chế từ 7 loại cao thảo dược quý, trong đó nó có một loại là trước đây mình cũng đã từng uống, mình biết ở đông y, đó là dây thiều canh nè, rồi mạch môn nè, mà mình thấy là cái loại này nó rất là hiệu quả và nó rất là lành tính, nên mình quyết định mua về sử dụng. Mình dùng được 10 ngày đầu tiên thì mình thấy nó có cái sự hấp thu của cái sản phẩm rất là tốt, cơ thể thì đỡ mệt mỏi hơn, tinh thần thì thoải mái, ăn ngon ngủ ngon hơn. Đến khoảng đầu một tháng tiếp theo đi kiểm tra lại thì bác sĩ báo một cái tin rất là vui, là đường huyết của mình đã ở mức độ rất là tốt, nên duy trì và sử dụng. Đến nay là đã hơn 4 tháng rồi đó quý vị, dùng cái viên sủi bọt Hiboli này thực sự là rất hài lòng. Sản phẩm này nha, nó rất là an toàn mà rất là dễ nữa. Chỉ cần là chúng ta cho một cốc nước như thế này thôi thì sau bữa ăn hoặc trước bữa ăn chúng ta ở đâu cũng tiện hết trơn á. Nó không phải bị lích kích dướng díu gì hết, mà chúng ta pha nước uống là nó hiệu quả rất là rõ ràng. Hiện tại thì cái đường huyết của Nguyên nó đã đi vào con số dần ổn định, chế độ ăn uống cũng không còn có khắt khe như trước nữa. Chỉ cần mình điều độ sinh hoạt lại, kết hợp dùng cái viên sủi Hiboli này thì chúng ta rất là yên tâm sống chung vui vẻ với căn bệnh tiểu đường này thôi. Cho nên là mọi người ơi, Uyên nghĩ rằng là mọi người cũng nên chuẩn bị cho mình một cái tiếp Hiboli này ở trong túi, rất là tiện lợi và không phải lo âu chuyện gì hết. Ăn uống thì chúng ta cũng đã dần ổn định vào cái chế độ lượng đường của mình rồi, cho nên bây giờ cẩn thận hơn thì chúng ta bỏ vào túi xách, chúng ta đi làm việc bất cứ một nơi nào thì chúng ta cũng có thể pha vào một cốc nước như thế này. Chúng ta không có cốc thì chúng ta mua một cái bình nước nhỏ nhỏ chúng ta pha vào là uống, bảo vệ sức khỏe của mình, duy trì cuộc sống, sức khỏe của mình, yêu đời hơn và lao động tốt hơn. Công nhận nha, cái mùi vị thơm rất là dễ uống. Uyên thấy là ghiền luôn rồi đó.